Giờ quý chào bà con. Sáng ngày hôm nay quý đang có mặt tại một cái vườn sầu riêng trồng sen. Thì như bữa trước quý chia sẻ, mọi người thấy không ạ? Đây là vườn sầu riêng trồng sen do chủ nhà đầu tư bài bản. Thì cây năm thứ năm nhá. Cây năm thứ năm mà có dàn cành như thế này đây. Thì sầu riêng ở đây cũng đang sổ nhì rất là tốt, gần như sổ đến đâu hầu như là cũng đang đậu. Vì vậy thì thời tiết rất là ok. Thì với một cái lực cây như thế này, theo dự kiến thì bình quân sẽ thu từ một tạ cho đến một tạ rưỡi một cây. Vậy thì với 200 cây sầu riêng trồng xen với khoảng cách là 6m và 9m như thế này, thì dự kiến năm nay thì cũng phải khoảng 20 tấn cho đến 25 tấn. Vậy thì cái việc thu nhập, để có thu nhập như giá năm vừa rồi, quý tính khoảng 70 thôi, thì 7 × 24 có phải là 1 tỷ tư chưa ạ? 1 tỷ tư thì trừ chi phí thì tệ lắm cũng phải được 1 tỷ, còn cà phê vẫn thu nhập bình thường nha bà con nhé. Vậy thì đây là một con số biết nói và con số có thật. Thì quý chia sẻ những điều này để bà con chúng ta có thể tự tin làm sầu riêng. Đấy, sổ nhì xong, cái bông nó sáng như thế này là nó đậu nha mọi người nhá. Đậu bước đầu thôi. Còn cả một cái quá trình về lâu về dài sau này, chúng ta còn hãm đọt, chặn đọt các thứ. Vậy thì bà con cần lưu ý cái giai đoạn trái non này như thế nào ạ? Giai đoạn trái non này từ lúc này cho đến lúc mà sầu riêng khoảng bằng trứng gà, trứng vịt. Thì bà con ngay giai đoạn này bà con cần lưu ý là chúng ta phải để ý hiện nay bắt đầu sẽ có sâu non nhé. Sâu non nó sẽ ăn trực tiếp trên cái chùm quả của chúng ta. Và sau khi sầu riêng sầu nhì xong cỡ 2 ngày chúng ta nên đi vỗ cái chuông cho nó rớt hết xuống. Để cái trái nó sáng ra như thế này thì nó đẹp hơn. Còn bà con không bỏ cái chuông thì nó sẽ gây ra hiện tượng là cái chuông nó sẽ thắt một số trái non của chúng ta, đặc biệt là thắt chúng những cái trái tròn trái đẹp thì rất là uổng phí nha bà con. Thì giai đoạn này chủ yếu chúng ta để ý một là sâu non, thứ hai là quản lý cái đọt thôi, thứ ba là mùa này đang nắng nóng thì chúng ta quản lý cái nhện đỏ. Đó, xin chân thành cảm ơn. Đó là một số cái vấn đề khi giai đoạn trái còn bé. Và khi trái bắt đầu bằng một số thì có thể bằng ngón chân cái thì chúng ta có thể bắt đầu đi phân cho cây sầu riêng. Thì cái cách mọi năm quý 24 có thể chúng ta đi 12, 12, 17 hoặc là 3 số 15. Đó là những cái dòng phân bón tương đối ổn định, mà đặc biệt tốt nhất vẫn là những cái phân ngoại nhập khẩu nguyên đa nguyên kiện. Xin chân thành cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.